các chúng sinh có dò tìm được giây phút cận tự kiếp chót ra sao và đã tái sinh với tâm gì không các vị có thần thông nhìn thấy nhiều kiếp họ có cần lần dò theo các tiếng kinh tâm không à, với một chúng sinh mà muốn biết được cái tâm muốn biết được cái tâm cận tự kiếp chót như thế nào đó thì vị đó cần về chứng thiền, cụ thể là cần chứng tứ thiền, tứ thiền sắc giới và vị đó phải thuần thục 10 cái ca tức là cái chuyện đó nó không hề dễ. Nhưng mà nếu như vị đó làm được chuyện đó thì vị đó có thể dò cái tâm tục sinh ở kiếp trước. Các vị chứng thiền cũng vậy thôi. Còn về cái chuyện là mình các cái vị chứng thiền ấy, thì các vị đó phải dò theo cái lộ trình tâm dò dò lần mò rị mò từ 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 nhưng mà cái tốc độ á, thì nhanh chậm tùy người với cái vị mà trí bén thì vị đó dò nhanh ví dụ như là một vị thì có thể dò suốt 100 kiếp 500 kiếp 500 kiếp sống trong một cái khoảng thời gian cũng không có lâu lắm nhưng mà có vị thì làm như vậy không có được mà vị đó phải rị mọ từng chút từng chút từng chút cho nên cái chuyện nhanh chậm á, nó tùy theo cái cái trí của từng người ha